Xem à, chị Út đi soi cua về này cả nhà. Wow, được cả đống cua luôn này. Đó, cua to, cua nhỏ. Cả nhà xem clip tặng cho cháu một like cái công đi lấy cua nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Wow. Ngày mai kiểu này là ngày mai làm cho chị Út cái món gì đây? Chắc là món nui riêu cua hay gì gì đó cả nhà. Tại vì trong nhà thì có sẵn gói nui rồi đó cả nhà. Hai chị em đi soi đi bắt đây. Được cả đống luôn cả nhà. Không biết là để tới sáng mai nó có chết không nhỉ? Đâu cứ cua sữa đâu con. Đây à? Ui ui, sợ nó kẹp không? Đâu? Phải cái này không? Đây này. Đây cua sữa đây cả nhà. Quá à, nhìn nó mềm chưa? Đây cả nhà. Đó. Cua sữa đây. Như cua này mới lột vừa lột vỏ, không biết được ngày chưa ta, chừng này 2 ngày rồi hả? Này đang còn cái ấy, đang cái mai đang còn mềm lắm cả nhà. Được cả đống cua luôn này. Wow. Soi ở đâu á con? Soi ở chỗ nào? À, soi ruộng luôn hả? Chứ không soi chỗ mương hả? Mương không có. Đây cả nhà, cua sữa này, nhìn ngon chưa? Cua này mà rang me, cua nhỏ nhỏ này rang me ăn ngon lắm con. Rang chua ngọt đấy, rang me ngon lắm á. Ngày mai mình làm nước riêu, làm cua to, cua nhỏ rang thì rang me. Cả nhà thấy giỏi không? Trẻ con vùng cao ăn uống cái gì cũng tự đi mò, đi bắt, đi lấy cả nhà. Không cần phải học sinh tồn mà bản năng sinh tồn tự tự có trong con người của trẻ con vùng cao cả nhà nhá. Có lẽ là từ ông bà truyền cho bố mẹ, rồi bố mẹ lại truyền cho con ấy, kỹ năng sinh tồn đấy cả nhà. Chứ còn trẻ con ở thành phố thì nó không biết. Như thế này thì thấy thì nó tò mò, nó thích. Ai làm cho chị Út món nui riêu cua. Vừa làm cục riêu nữa, vừa cái này nước này là làm nước nhân này. Dạ, xong rồi làm nước nhân. Còn riêu là phải bằm thịt viên lại, thả vô. Wow, cả nhà nhìn thấy đã chưa? Quay lại cho cả nhà xem một lần nha. Cua đồng nhé cả nhà. Ở đây người ta cũng thu mua cua nhiều lắm á cả nhà. Trẻ con ở đây nó cũng đi bắt đi bán nhiều lắm. Có đợt là 30 mấy, 40 nghìn một ký luôn cả nhà. Trẻ con người lớn gì cứ tối ăn cơm xong tầm 5 giờ rưỡi 6 giờ là bắt đầu đèn pin rồi cái ủng cái xô sách đi cả nhà. Đi nhiều lắm, ở nhà thì mình không thấy ai. Chứ đi ra ngoài đồng cái đèn sáng trưng luôn á. Ruộng đồng nào cũng có, ruộng nào cũng có hết cả nhà. Bữa trước mình cũng có đi soi 2-3 lần gì đó. Cái lần sau mình mới quay video, còn mấy lần trước mình không có quay cả nhà. Hôm nay thì bé đi bắt gần thôi, nhà mình thì bắt chủ yếu để ăn thôi. Ít khi bán, mà không có đâu mà bán.
Lâu lâu đi bắt gần gần nó thì được bữa ăn thôi. Về khi thì nó luộc nó ăn, khi thì mẹ nấu canh, khi thì làm riêu làm đồ ấy cả nhà. Úp lên cái video này trước, xong rồi còn video mà làm nuôi cua thì úp sau nhé cả nhà. Bye bye, chúc cả nhà ngủ ngon.